Nếu không chuyển trường, con sẽ bị lưu ban lớp 8. Nếu chuyển trường, con được tạo điều kiện thi lại, nâng điểm, có một học bạ sạch và đẹp để chuyển qua trường tư thục. Các phụ huynh có con học yếu phải chọn một trong hai lựa chọn trên. Theo chia sẻ của một phụ huynh, có con từng học lớp 8 trường Trung học cơ sở Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo phản ánh, sau đó phụ huynh này đã chấp nhận việc phải chuyển sang trường tư để con có thể tiếp tục việc học. Thì khi mà đầu vào lớp 6 thì cứ gửi hồ sơ là vào thôi, chứ không có rà soát trước. Đến hết năm học lớp 6, đến năm lớp 7 là bắt đầu là trường đẩy các con ấy đi ra trường tư. Đấy, trước cũng những cái bạn đấy là đến học lớp 7 cũng không được học đấy. Bạn ấy học lớp chỉ học lớp 6 đấy thôi, lớp 7 đã phải chuyển trường rồi. Trường hợp nhà mình thì là cô giáo thì không gặp riêng thì không thể gặp, mà để bắt viết biên bản thì cũng có. Cô giáo nói chuyện trước. Nói chuyện với chị. Còn nói chuyện với con thì chắc chắn là có nói rồi. Nói chuyện là mạt sát rồi nói con hàng ngày ở trên lớp là tạo áp lực cho con cũng có rồi. Và là còn nói chuyện riêng của mình cũng có. Gọi điện nói chuyện cũng có, mà gặp trực tiếp học một tháng 4 lần ở trên, không phải riêng gì mình mà mười mấy phụ huynh cơ. Thì cũng có. Nhà trường yêu cầu như nào? Nhà trường yêu cầu là đấy, các con yếu kém như thế bây giờ, một là cho đi học nghề, hai là cho đi học dân lập. Chứ không thì nhà trường sẽ cho học lại lớp 8. Nhưng mà cho học lại bằng cách nào? Cho học lại là đánh thi đúp. Đấy. Đánh đúp. Ừ, nghĩa là con không đủ điều kiện để lên lớp thì học lại lớp 8. Đấy. Mà học lại lớp 8 thì chắc gì lớp 9 đã thi được lại học lại lớp 9 lần nữa. Đấy. Cái thời điểm đấy thì chị cũng như là các bậc phụ huynh thì mình cảm thấy như thế nào? Rất là bức xúc. Một điều nhịn chín điều lành thì thôi, cứ cho vì con mình thì cứ im cho qua. Nhưng mà các cháu, mình nghĩ là cái việc này là đã xảy ra lâu rồi, rất lâu rồi. Và chắc là năm nào cũng thế thôi. Kể cả là trường thấy mình nghe mọi người trao đổi với nhau cũng có rất là nhiều bất cập ấy. Kiểu việc là đi xuống, nhìn chung là bọn trẻ lớp 8 thì nó cũng rất là buồn, nhưng mà nhìn chung là nó cũng bố mẹ thì cũng động viên thôi. Thì nó cũng chán nản, nó chả muốn sờ vào sách vở nữa. Cái sức ép là của nhà trường, chị đã chuyển con ra trường Hà Thành. Nếu mà mình mà không đồng ý với cái đề xuất của nhà trường thì con mình sẽ học lại lớp 8. Cô giáo nói luôn là sẽ phải học lại lớp 8. Lưu ban học lại. Nói được thì chẳng ai nói được cả. Tất cả các phụ huynh thì nói thật là đến bây giờ 30 năm trôi qua rồi, các phụ huynh rất là bức xúc. Bởi vì là sợ chú ẻo con. Đấy. Xong là con đi trường nào thì thầy cô cũng chú ẻo rồi, xong là nói không tốt về con ấy như thế. Bởi vì trẻ con, những cái đứa cháu kém như thế thì chắc chắn là thiếu di chuyển. Thì cũng sợ chú ẻo con. Nhìn chung là các mẹ về thì nói với nhau, chỉ nhắn tin nói với nhau rất là nhiều, mà để mà nói thẳng lên các công chúng thì các mẹ thì không làm. Mình chung là ai cũng rất là ức trong lòng. Còn tất cả nghĩa là nhà trường người ta khi mà làm đẩy một học sinh đi hoặc làm bất kể việc gì, người ta làm rất là kín kẽ, người ta không sai cả, chỉ nghĩ là kiểm tra lại hồ sơ giấy tờ thì người ta làm cho kín kẽ, người ta không có để không để sơ sót cái gì để mà bắt lỗi người ta đâu, chỉ nghĩ là như thế. Và gia đình đồng ý như thế rồi, nghĩa là cái điểm thi của con ấy là đợt đấy là không đạt đủ điểm để lên lớp, thì bắt đầu là nhà trường tạo điều kiện để con chuyển trường, là nhà trường cho thi lại đấy, và sau đấy thì làm hồ sơ sạch đẹp để con đi trường khác ở đấy, còn thế nữa, còn làm được hồ sơ sạch đẹp để đi trường khác. Cụ thể là làm như nào? Cho con thi lại này, xong sau đấy thì làm lại học bạ của con này đấy, làm lại học bạ sạch đẹp. Để con chuyển đi trường khác. Vẫn đấy là một hình thức tạo điều kiện đúng không? Đấy là một hình thức tạo điều kiện của trường đấy. Nhưng mà nó có đúng với cái học lực của con không? Chị nghĩ là cũng không đúng lắm. Bởi vì các điểm là được nâng lên một ít, trong hồ sơ nó đẹp. Để làm rõ thêm thông tin, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo trường Trung học cơ sở Yên Hòa. Đại diện của trường cho biết việc phân luồng học sinh hay ép học sinh chuyển trường là không có. Và tại thời điểm này thì chưa có cái việc là học sinh tiếp tục là chuyển trường hay là phân luồng. Bởi vì nếu như đã phân luồng thì học sinh đã phải phân trường rồi em, đúng không? Thì chị khẳng định thứ nhất là với cái việc là phân luồng học sinh từ lớp 8 là không có. Thế với cái việc mà điểm kiểm tra giữa kỳ sau khi học sinh nó học online như thế, nó quay trở lại thì cái điểm thi là kém, thì với cái việc mà giáo viên có quan tâm đến, có gọi điện, có trao đổi thì rất là hoàn toàn bình thường. Thì không thể nói cái việc mà phụ huynh học sinh và giáo viên trao đổi những cái việc tình hình học tập của con, đấy là cái việc
ép hay phân luồng được. Bởi vì lớp 8 thì không có một cái hướng dẫn gì, thì không có học sinh chuyển trường tại cái thời điểm này. Nhưng những tháng trước thì chuyển tỉnh thì có, và nếu như có một học sinh, hai học sinh như là chuyển trường thì do nguyện vọng của gia đình. Tại buổi họp báo ngày 20 tháng 4, liên quan đến thông tin phản ánh trường trung học cơ sở Dịch Vọng ép học sinh yếu phải chuyển trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy kết luận không có tình trạng ép học sinh yếu bỏ thi, chuyển trường mà do phụ huynh hiểu nhầm. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo xác minh và cho biết sẽ xử lý nếu có vi phạm.